Xin chào tất cả các bạn nhé. Các bạn ơi, hôm nay thì mình lên một cái mẫu hàng tên cho những anh em mình thích đeo cái sản phẩm hàng tên, đặc biệt là cái tên chữ cái của mình nhé. Đó thì cũng rất là nhiều khách hàng bên nhà mình hỏi là muốn muốn đeo hàng tên nhưng mà không biết là nên đeo như thế nào. Đó thì hôm nay là có một mẫu mình tư vấn cho khách hàng và ra một cái sản phẩm như thế này và mình sẽ quay chi tiết để giới thiệu cho mọi người. Đó thì đây là một cái sản phẩm mà em ấy yêu cầu mình nhé, làm tên chữ N. Đó và có cái kiểu mà chữ N in hoa như thế này. Đấy và cái dây để đeo với lại cái mặt này thì nó tầm độ 7-8 chỉ mọi người nhé. Đây là cái sản phẩm dây rỗng. Đấy, dây rỗng nhìn rất là to, dây này 7-8 chỉ nhưng mà nó sẽ to như là cái hàng đặc tầm độ 2 cây. Đấy thì nếu như bạn nào mình thích cái sản phẩm hàng tên mặt như thế này đấy thì là mọi người đeo dây độ tầm 7-8 chỉ đến tầm 2 cây thì cũng ok mọi người nhé. Đấy thì đây là một cái mẫu mà mình quay để cho mọi người tham khảo. Tuy là nó rất là đơn giản thôi nhưng mà các bạn đeo là các bạn sẽ cảm thấy cực kỳ là thích, bởi vì càng đơn giản thì lại càng dễ sử dụng mọi người ạ. Đó và sử dụng được rất là lâu. Còn có những bạn mình thích cái sản phẩm mà mặt bằng kiểu như là hàng phun đá đấy thì mới đầu thì nó rất là đẹp, long lanh mọi người nhé, nhưng mà các bạn đeo một thời gian thì nó sẽ rất là bẩn. Đấy, cái hàng đá bẩn mà khi mà mình vệ sinh thì nó rất là khó đấy, và thường là nó sẽ bị rụng rời một vài viên đá ra thì mình lại mất công phải gắn lại nhé, thì nó rất là dở cái hàng đá là như vậy. Cho nên là tốt nhất là mọi người cứ làm cái sản phẩm hàng trơn như thế này cho mình. Đó thì đây là một cái thiết kế hình chữ N mọi người nhé. Đấy thì mình cho thợ nó thiết kế để đeo với cái dây độ tầm độ 7-8 chỉ hàng rỗng như thế này. Đấy thì các bạn cứ hình dung là 7-8 chỉ hàng rỗng thì nó sẽ tương đương với tầm độ 2 cây. Đấy, 2 cây, 2-3 cây hàng đặc. Đấy thì nếu như bạn nào mình thích cái sản phẩm bằng tên này nhá thì các bạn có thể là làm cái chữ cái tên của mình. Đó, tương tự như thế này. Ví dụ các bạn có thể là đặt theo tên trong cái bảng chữ cái đấy, thì mình thích một cái tên nào đấy chẳng hạn như thế, tên của mình, hoặc là nhiều bạn này mình thích làm cái tên nào đấy để mình đeo làm kỷ niệm chẳng hạn như thế, thì là các bạn cũng hoàn toàn có thể là đặt được như thế này. Đấy, mọi người cứ làm chữ một chữ cái viết tắt như thế này thôi thì nó cái tạo hình nó đẹp hơn mọi người nhá. Đấy và khi mà mình nên là mình đeo với dây nam thì nó cũng khá là hợp. Đấy còn có những bạn mình yêu cầu là mình làm cả chữ. Đấy cả chữ thì nó sẽ không to được như thế này. Đấy và cả chữ thì nó sẽ rất là dài và nhìn nó cứng hơn là cái kiểu một cái chữ trơn như thế này. Đấy trơn như này thì mình nhìn nó sẽ tức là nhìn nó sẽ khỏe khoắn hơn và nam đeo thì nó sẽ đẹp hơn mọi người nhé. Chứ còn là nếu mà các bạn làm nguyên chữ thì bắt buộc phải làm bé đi, nhỏ đi và mặt nó dài thì nhìn nó không được khỏe. Đấy, thông thường mà mình làm thì nguyên chữ là thường là làm cho dây nữ là nhiều. Đó, còn là nam thì các bạn tốt nhất là mình nên làm cái kiểu mà một chữ cái như thế này. Đấy thì đeo nó rất là khỏe và đẹp, phù hợp với nam mọi người nhé. Đấy thì bất kể chữ nào. Đấy, chữ nào là mình cũng có thể làm theo yêu cầu được mọi người nếu như cái sản phẩm hàng trơn như thế này. Đấy, còn dây thì mọi người không thích cái mẫu dây này thì mình còn có rất là nhiều những cái mẫu dây khác nhé để mình tư vấn cho mọi người. Thông thường thì cái mặt là tên như thế này thì các bạn nên đeo cái dây nhẹ nhàng thôi. Đó, mình kết hợp với lại một cái dây mấy chỉ như thế này thôi thì cũng rất là ok. Đó thì những bạn nào mình yêu thích cái sản phẩm hàng tên đấy, như thế này nhé thì các bạn liên hệ với mình sẽ tư vấn cho các bạn kiểu đấy, kiểu dây để kết hợp với lại cái mặt tên như này. Đấy thì nó cũng rất là đẹp và hài hòa. Đấy thì hôm nay là mình quay bằng một cái đơn hàng của khách nhé. Đấy, bạn nào mình yêu thích cái sản phẩm mà bạc ta hàng đẹp bên nhà mình, với đặc biệt là cái sản phẩm mà có kết mặt kết hợp với lại một cái mặt hàng tên như thế này, đấy thì các bạn hãy tham khảo luôn cái mẫu này cho mình nhé. Đấy, đây là một cái mẫu mà dây 7 chỉ kết hợp với lại một cái mặt chữ N rất là đẹp, hàng trơn. Đấy các bạn xem cái mặt sau của nó thì cũng sẽ rất là trơn nhẵn bóng. Đó, mình đeo thì sẽ không có cảm giác là khó chịu mọi người nhé. Đó các bạn nhìn.
nó cũng đây là cái sản phẩm hàng cắt tay, cho nên là nó dày, cái bản dày của nó chỉ tầm độ được 1,5 ly đến 2 ly là cùng thôi mọi người nhé. Đấy, nếu mà hàng cơ tay thì chỉ tầm 1,5 như thế này. Đấy thì đeo với lại cái dây nhẹ nhàng như này thì rất là ok. Đó thì hôm nay là mình lên một cái đơn hàng của khách nhé, một cái mẫu hàng khắc tay mới. Bạn nào mình cần tư vấn về cái sản phẩm này thì mọi người liên hệ với mình qua cái số điện thoại là 0966 646 460. Các bạn nhớ kết bạn Zalo nhé, mình sẽ gửi những cái mẫu dây đó cho các bạn tham khảo và báo giá cho các bạn luôn. Đó thì một lần nữa là xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video này của mình nhé. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để đón xem những cái sản phẩm tiếp theo. Rất là cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.